Vâng. Đây là cái căn hộ trên container 40 feet. À, em gửi anh chị nha. À, nói chung là làm ở Nha Trang cũng được. Đó. Anh cứ làm tầm 150 cái, 120 cái trên một cái chung cư ở chỗ khu Nha Trang của anh nói đó là cũng ok đó. Đó, em quay để gửi anh tham khảo nhé. Vâng, đường Trần Phú của anh vào là ngon đó. Dạ vâng, cái này là cái ấy đây, cái này là cái rèm anh ạ. Vâng, kéo xuống. Còn cái vấn đề là option này nếu mà anh không thích thì anh cứ việc nói bên em, thì bên em sẽ xử lý theo như ý của anh. Vâng, mai này là cái giường này là giường gấp nhanh, dạ, chứ không phải là cái giường để như này đâu, nó là cái giường vừa là giường vừa là ghế salon, dạ. Vâng, mấy thằng Tây thì nó thích rồi, đó, thân thiện môi trường, vâng, giải quyết tất cả rác thải công nghiệp, vâng đó, đây cái công bên kia là công 20, dạ. Vâng thế nha, sơ bộ là vậy nhanh. Anh cứ về nghiên cứu đi, có gì thì alo cho bọn em. Dạ, vâng, đây em gửi anh nhé. Dạ.